Chào mừng các bạn đến với kênh Nhân Quả Luân Hồi. Số 104. Chuyện chàng trai Mitavinda. Tiền thân Mitavinda. Từ 4 đi đến 8. Câu chuyện này khi ở tại Kỳ Viên, bậc đạo sư đã kể về một tỷ kheo khó bảo. Câu chuyện đã được nói đến với các chi tiết trong tiền thân Mitavinda số 41. Chuyện tiền thân này xảy ra trong thời Đức Phật Ca Diếp. Lúc bấy giờ, một người trong địa ngục bị quăng bánh xe trên ngực, đang bị đốt, nấu trong địa ngục, hỏi Bồ Tát: "Thưa Tôn giả, tôi đã làm điều gì ác?" Bồ Tát nói: "Ngươi đã làm tội này, tội này." Rồi Bồ Tát đọc bài kệ: "Từ 4 đi đến 8, từ 8 đi 16, 16 đến 32, kẻ tham đến bánh xe lăn trên đầu, đến khi dục đoạn tận." Nói về xong, Bồ Tát đi về thế giới chư thiên của mình. Còn chúng sanh trong địa ngục, sau khi ác hạnh đoạn tận, đi theo nghiệp của mình. Sau khi kể pháp thoại này, bậc đạo sư nhận diện tiền thân như sau. Thời ấy, Vita Mindaka là tỷ kheo khó bảo, còn Bồ Tát là ta vậy. Ha ha ha, 问什么的说